Hi, xin chào các bạn. Thì hôm nay là thứ ba, ngày mai là thứ tư, thì là cái ngày mà chính phủ họ đi thu đồ, gọi là Trân Day. Thì ngày mai chính phủ họ sẽ đi thu đồ. Thì khoảng một tuần nay là người ta bắt đầu dọn đồ ra từ từ rồi. Thì đây ha. Đó, phía trước là ông hàng xóm của mình, ông vứt một cái ghế sofa nè. Phía xa xa kia là họ vứt nhiều lắm. Thì bây giờ mình sẽ lái xe chạy vòng vòng xem họ vứt những cái gì ha. Khi mà mình vứt đồ thì mình sẽ phải để đồ ra cái hàng cỏ bên ngoài như thế này, thì chính phủ họ mới biết họ mà thu đồ được. Chứ mình để bên trong này thì họ không có biết đâu, họ không có lấy đồ bên trong này. Đất bên trong này là thuộc phần đất của mình, thì họ chỉ thu bên ngoài bên kia thôi. Một năm chỉ có một lần thôi ha, chính phủ họ sẽ đi thu đồ. Phía xa xa kia có một cái bà đi lượm đồ đó. Mình có thể đi lượm cũng được ha. Mình vô mình hỏi người ta thôi, rồi mình lấy đồ thôi. Thì những cái đồ mà họ vứt á, nhiều khi còn rất là mới, thì mình sẽ đi lấy đồ. Và bây giờ mình sẽ lái xe đi vòng vòng. Ok, bây giờ mình ghe xe ra, rồi chạy một vòng xem người ta vứt đồ như thế nào ha. Người ta vứt đồ những cái gì đó. Hàng xóm mình vứt hôm qua là vứt hai cái lận, nhưng mà có ai đó đã lượm một cái sofa rồi. Bây giờ chỉ còn lại một cái này thôi. Phía đằng trước là người ta vứt cũng khá là nhiều. Đây là nhà bên này vứt đồ nè, mình toàn đồ gì đâu không à. Hồi hôm bữa mình thấy nhà này vứt một cái máy giặt mà có ai đó đã lượm rồi, cái nhà bên trái nè. Đây cái. Thì mùa này là mùa đông á, sau mùa đông á, bây giờ là mùa xuân nè. Thời tiết thì cũng ấm dần rồi. Thì tháng 4 á, có một ngày chính phủ á, nó đi thu đồ vật dụng gia đình tivi. Thì nó gọi là cái ngày Trân Day. Thì đây là cái ngày Trân Day, thì ngày mai là chính phủ họ sẽ đi thu hết những cái đồ này. Có vứt cả quạt nữa nè, vứt cả nệm nè. Này thì cái khu này á, chắc toàn dân nghèo không, họ vứt không có được cái nhiều. Hồi sáng cái nhà bên kia vứt bàn ghế gì không biết ai đã lượm rồi, vứt cả nguyên một bộ bàn ghế gỗ luôn, không biết ai đã chạy qua lượm rồi. Thì mùa này là cái mùa mà người ta hay đi lượm ve chai á. Đó, phía trước kìa, rất là nhiều luôn. Nhà này vứt có cái ghế, có mấy cái đồ, một cái ghế sofa, một cái tủ. Cái đó ráp được thành một cái tủ kệ tivi luôn á. Bên này thì vứt một cái nệm, hai cái nệm, một cái ghế. Bên này cũng có cái nệm nữa. Chưa thấy nhà nào vứt tivi cả. Đó, bên này vứt nệm nè, vứt quá trời đồ luôn. Đó, hai ba cái nệm, cái ghế nữa. Đó, cái nhà bên tay trái này cũng đang vứt một đống đồ này nè. Nè, có cái tivi nè. Tivi này cũng phải cỡ 50 inch, bị cái xe nó che rồi. Bên này một cái ghế sofa to, một đống máy móc nhỏ nhỏ nữa. Bên trái này cũng một đống đồ nữa, toàn đồ furniture là nhiều. Rất là nhiều đồ đó, phía trước đó, tủ kệ, bàn ghế, đồ gỗ, vài cái nệm. Bên này, bên trái này thì vứt quá trời luôn, không biết là cái gì luôn. Bên trái này cũng vứt đồ nữa nè, quá trời. Đây, vận dụng nhà bếp, chai lọ gì đó, tùm lum tà la hết. Ô, bên này cái ghế này còn mới quá trời luôn, họ vứt luôn. Rất là nhiều đồ. Đó, rất là nhiều đồ. Thì cái ngày Trân Day nó là như vậy ha. Đây là cái khu này thì nó cũng nghèo nghèo thôi, nó không có đồ gì ngon ngon đâu. Nhiều nhiều khi á,
cái những cái ngày này á, họ thường đi xe á, đi những cái chiếc truck họ chạy vòng 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 á, cái họ họ đi sang mấy khu nhà giàu á, nhiều khi khu nhà giàu mỗi năm là họ thay đồ 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 bàn ghế mỗi năm luôn, thì cái ngày này họ sẽ vứt ra ngoài đồ mới hoàn toàn hết luôn, mình cứ đi đảo đảo xe để đi lượm đồ vậy đó. Đó, nhà bên trái này một đống luôn nè, không biết vứt cái gì thôi, cũng đa phần là đồ bàn ghế gỗ rồi máy sưởi. Nhà này vứt cây thông nè. Đó, mỗi năm là mỗi một cây thông mới. Nhà này vứt nệm nhiều, đa phần người ta vứt nệm, mỗi năm họ đổi cái nệm hay sao. Này vứt cái tủ nè. Đó, phía trước là quá trời luôn. Đó, phía trước có một con truck đỏ đỏ. Nhiều khi họ đi, họ cũng đi thu đồ thôi. Mình đi qua cho họ đi, họ nhường mình đây. Nhà này vứt cái ghế, vứt cái chăn. Người ta vứt đồ quá trời. Nhà này vứt một cái tivi cổ lỗ sĩ. Tivi gọi là, mình gọi là tivi sọ khỉ á. Hồi xưa dọn đồ, người ta đang dọn đồ, vứt đồ đó, quá trời luôn. Dọn đồ quá trời đồ. Nè, bên này vứt một cây giường. Quá trời đồ, người ta đang vứt. Ngày mai là chính phủ họ tới, họ sẽ thu hết những cái món này. Chứ bình thường vứt ra là đâu ai lượm, cho cũng không lấy, cứ vứt tivi ra cũng chẳng ai lượm. Kìa, đằng trước có cái nhà đối diện nhà mình đang bán kìa. Nhà này mình thấy để trên mạng là khoảng 71.000 đô sao á, cũng rẻ. Đó, họ vứt đồ rất là nhiều ha. Thì cái ngày là cái ngày chân đây. Ồ, tới rồi. Tới nhà cô mình. Wow, cô mình trồng hoa. Hoa nở rồi, tulip nó nở rồi. Đi xíu vô mình quay cho các bạn xem vườn hoa của cô mình. Có mấy cái hoa tulip. Mùa này là mùa hoa tulip ha. Rồi, đi ra ngoài xem đống hoa tulip này nó nở. Thì khoảng tới một tuần tới nữa, hai tuần nữa mình sẽ đi xuống Pella. Pella là một cái thành phố cũng cách đi khoảng 2 tiếng đồng hồ á. Thì họ sẽ trồng nguyên một cái thành phố trồng cái hoa này không. Thì nó có một cái lễ hội ở dưới đó, Tulip Festival. Thì hoa tulip ở dưới nguyên một thành phố luôn. Mình sẽ chạy xuống dưới đó khoảng 2 tuần nữa. Wow, đẹp ơi đẹp. Đây là vừa mới nở luôn nè, còn đang nở nè. Quá trời đẹp. Đó, đây là vườn hoa của cô mình. Và đây là nhà của cô mình đây. Đó, vườn hoa ha. Bên này là hoa khác nữa. Mình chẳng biết hoa gì, trồng quá trời trồng. Còn đây là dàn mướp. Dàn mướp, dàn bầu bí gì đó. Thì mùa hè thì nó sẽ có một cái dàn. Phía dưới này là một đống hoa nữa. Sau kia là một cái dàn nữa. Cái này nó có một cái hoa màu tím tím nó nở nè. Mùa xuân nè. Không biết là hoa gì. Hoa dại, cỏ dại, cái này là cỏ. Ôi, nó mọc tím 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 hết. Phía bên kia là có một cái thửa ruộng, mảnh vườn nho nhỏ. Mùa hè thì sẽ có cà chua, dưa leo, rau muống. Đó, bây giờ thì chưa có đâu, tới hè mình quay cho. nếu cô mình có chồng.
đây rất là thoáng đãng, yên tĩnh, khu này yên tĩnh lắm. Hiện tại thì mình đã về tới nhà của mình rồi. Thì nếu các bạn thấy video này hay thì bấm share giúp mình ha. Hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.